ngày 24 tháng 8, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phan Tấn Đạt, 24 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản với hai cô gái sinh năm 2004, ngụ huyện Củ Chi vào tối 1 và 22 tháng 8. Đạt dùng thủ đoạn tạo tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook với tên Quỳnh Trang và Zalo với tên Trang Nguyễn. Đồng thời, Đạt giả giọng nói là nữ giới để đặt mua mỹ phẩm của người bán hàng online trên mạng. Sau đó Đạt hẹn người bán đến giao hàng vào buổi tối tại đoạn đường vắng rồi dùng dao khống chế để hiếp dâm và cướp tài sản. Sau khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm, Công an huyện Củ Chi khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Đạt vào chiều 23 tháng 8. Khám xét nơi ở của Đạt, Công an thu giữ hai điện thoại di động là tài sản của hai nữ nạn nhân, một xe máy và một con dao.